khiêng những cây thập giá gỗ trên vai, ngân nga những lời ca thánh. Các tín đồ Công giáo ở Jerusalem tổ chức đám rước trong khu thành cổ, đi theo con đường mà họ tin là Chúa Giêsu đã đi tới nơi đóng đinh câu giúp, rồi tới nhà thờ Sepulcher thiêng liêng, nơi người ta tin là Chúa Giêsu đã được chôn cất trước khi hồi sinh từ cái chết 3 ngày sau đó. Con đường này được gọi là đường Via Dolorosa, khởi đầu từ Ecce Homo dẫn tới nhà thờ Sepulcher. Dọc theo tuyến đường có 14 điểm gọi là trạm thập giá. Trạm đầu tiên là nơi Giêsu bị tuyên án tử hình. Trạm cuối cùng là nơi có ngôi mộ của Chúa. Đám rước trong thành cổ này thu hút hàng nghìn người hành hương trên thế giới mỗi năm. Trong khi đó, những tín đồ Công giáo ngoan đạo ở thành phố Taxco, cách thủ đô của Mexico 180 km, đã thực hiện nghi lễ truyền thống tự đánh đòn bản thân để kỷ niệm tuần thánh. Taxco là thành phố nổi tiếng về nghề bạc và về một số những nghi lễ tôn giáo ấn tượng, mà nghi thức tự đánh đòn là một trong số đó. Trong khi người này tự đánh đòn, thì người khác vác trên vai những bó cây lớn tượng trưng cho thánh giá, còn những người khác nữa thì đeo xích trần. Truyền thống này được thực hiện từ năm 1949 tới nay, với điểm khởi đầu và kết thúc là nhà thờ Santa Prisca.